用意觉带动尘烟，愿不需眼睛去觅寻恋爱的风云，自味觉传来的兴奋，简单清新恋爱动人，那感觉推散心底的灰暗，每天精彩的菜谱。总有日苍老，那个平常是一样好，情感开水里流露，最简单的菜式，全用爱创造。如果情感糖果一般吸引，谁会留意和爱距离渐近，清淡中平凡中都会各化作热闹，原来你的情缘只需一句话。情感糖果一般平凡，谁会怀疑情爱已成习惯，清淡中平凡中生命里脚步有限，完成美味历程不争早与晚。Cô làm gì? Tập thể dục đó mà. Cứ việc ra điều kiện đi. Tại vì muốn đánh đổ bản hiệu Thiên Hạ để nhất bách lý tiền thôi. Em nói anh Hữu ra ngoài để về những chuyện gì? Hơn cả tiếng rồi, hút hết nguyên cả gói cũng đã về rồi. Em cũng phải là Mã Hữu, em là Giang Thượng Du, cho nên em phải làm lại chính mình, không cần nghi ngờ gì hết. Cuộc so tài nấu ăn lần này đội chiến thắng là Hải Bá Dương. Thực ra lần này chúng ta đâu phải thua đậm lắm đâu. Không đậm, khắp cả đảo đó, ở đó không đậm. Cảm giác bây giờ của tôi giống như là biết mình không bao giờ lấy chồng được vậy đó. Thảm quá. Cứ để cổ đi đi, những lời này cổ để trong lòng lâu rồi, cho cổ về nghỉ sớm đi. Suy đi nghĩ lại, tôi quen với Thạch Thủ Cung cũng hai mấy năm, thì không ngờ đột nhiên sao nhà bếp nó lại giỏi tới như vậy. Tôm lại có sức chơi có sức chịu, đã thua thì chấp nhận thua đi. Tại tôi vô dụng, tôi đã liên lụy Bách Lý Tiên, tôi đã làm Bách Lý Tiên mất mặt rồi. Đầu tôi mà không liên quan đến em, có trách thế thì trách chị đi. Chị không có lý do nào đổ hết trách nhiệm cho em. Không phải là tôi tự khen con của mình, đầu tôi á chỉ bất đắc dĩ làm vậy thôi. Làm được ngon như vậy á là quá hay rồi. Phải rồi. Về cái chuyện đó lần này con có lỗi với ba quá. Đầu tôm, hôm nay con làm không được ngon thì ngày mai con làm ngon hơn là được. Phải đó, chú Phẩm nói đúng lắm. Điều quan trọng là đừng bỏ cuộc. Phải đó, mấy cuộc thi này thường thôi mà, người ta bàn tán một hồi rồi cũng im thôi. Con đừng bao giờ để trong lòng ha. Phải đó. Nhưng có một chuyện mà mọi người không biết. Tất cả cũng tại tên Mã Hữu, đồ cá mặn thúi. Chưa giải tán hả? Mã Hữu đứng lại. Nhà bếp chúng tôi không có hạng người không có nghị khí nha. Hôm nay không đánh anh không được. Anh đâu, anh đâu. Trừ gian diệt ác chủ trì công bằng thì hãy để cho tôi. Tại sao lại hại tôi? Tôi hại anh cái gì? Tôi không hiểu. Bỏ cuộc bất ngờ là đồ hèn nhát. Ở Bánh Lý Tiên này đâu phải chỉ có một mình tôi biết nấu. Anh thừa biết là chúng tôi đều trông hết vào anh, lẽ nào anh lại dứt bỏ hết mọi gì không lo? Phải đó, anh giải thích sao đi? Tôi cần phải giải thích sao? Tôi xin nghỉ một ngày có được không? Không được hả? Vậy tôi đi làm. Anh ngang ngược quá nghe. Phá Hữu, chưa thấy ai mà láo xược như nó vậy. Gì nữa? Có phải anh có gì muốn nói với chúng tôi không? Không có gì. Lúc anh còn đi học, cô giáo không dạy anh sao? Làm người sao có thể vô trách nhiệm như vậy? Sao cũng được, anh cho tôi một lý do đi. Vậy lúc cô còn đi học, cô giáo có dạy cô không? Nếu gặp vấn đề phải tự mình giải quyết. Mã Hữu à, đừng có hỏi một chút, hỏi người ta vậy sẽ không bao giờ học hỏi được. Anh trực tiếp một chút có được không? Cô có từng nghe câu thành ngữ chi tử cận phụ dũng không? Vậy nằm gai nếm mật, có nghĩa là càng chịu nhục càng có lòng phấn đấu rửa sạch mối nhục. Ý anh muốn nói là anh cố tình hả? Nếu không phải là con đường đầu tôi muốn đi, ép buộc cửa nào cũng không thể ép buộc được. Tôi nghĩ đã đến lúc phải cho nó biết nó nên đi con đường nào. Nhưng anh có cảm thấy anh làm vậy là hơi quá đáng hay không? Nếu không bị đòn đau, suốt đời nó sẽ mãi mãi trì trệ chơi lừa.
Thì ra là anh muốn giúp Thượng Du. Ba ơi, bây giờ con phải làm sao đây? Đầu Tôm, con làm gì vậy? Nửa đêm con dậy thắp nhang cho ba. Bộ ba con dậy báo mộng cho con hả? Dạ đâu phải. Không phải thì vào ngủ đi. Không có ai thắp nhang vào nửa đêm đâu. Đi. Con có chuyện muốn nói với má hả? Con... Được rồi. Má hiểu mà. Con đã làm hết khả năng của mình rồi. Mọi người không có trách con đâu. Hả? Đi ngủ sớm đi. Hả? Ngủ ngon má. Phải làm sao đi? Bà của hắn giết bà của nó. Nó phải lòng con trai của ổng. Con trai ổng thì làm con gái ông kia có bầu. Con nghĩ phải sao đây? Bây giờ mày chơi cô mày phải không? Cô à, cháu không biết những món đó do đầu Tôm nấu. Hơn nữa cháu cũng đâu muốn làm mất lòng người dưỡng tương lai, phải không? Trời ơi, lần này đầu Tôm bị thua đậm như vậy, chắc giận tao lương rồi. Tao làm sao biết con cá mặn lại bỏ cuộc chứ? Cô Ngư à, vậy Vũ Thu bản hiệu cháu. Nè, mày còn nhắc nữa hả? Mày chơi quá trớn rồi, bây giờ mới chịu nói với tao. Trời ơi, tại cô không biết thằng đầu Tôm đó, nó giơ chân đạp thẳng vào người cháu. Là Phật cũng phải nổi nóng đó. Ngày mai mày thử đến tiệm lấy bản hiệu của người ta đi. Coi qua chi đó có còn chuyện mày nữa hay không. Mày làm ơn động não đi, có biết không? Vậy phải sao? Vậy tức là sao? À, có cách rồi. Mình áp dụng phương pháp 100 đường thì 100 phân. Còn cách nào ghê hơn không? Nè, cô Ngư. Ngày mai chúng ta vừa đánh trống vừa gõ kẽn xông thẳng vào tiệm. Tới chừng gỡ bản hiệu chúng ta làm ra vẻ tốt cũng chân tay. Trước tiểu nhân sau quân tử. Sau khi xoay vòng nữa. Chà, kẻ thù trở thành ân nhân đó. Tuyệt đó, có xứng đáng hay không? Nè, cô nhìn cháu của cô nè. Đẹp trai thông minh, hào hoa tuấn kiệt. Đầu óc linh hoạt hơn người khác. Có thể nói là siêu nhân. Trời ơi, bọn mày muốn tao ói luôn bữa cơm tối qua ra hay sao hả? Cháu chỉ nói chơi với cậu thôi à. À thôi, nhưng mà về kế của mày tao thấy tài cũng được á ha. Cái tiếng Anh. Nè, đêm nay vô ai làm chủ? Ra nói chuyện với tôi. Chuyện gì vậy? À, chị, chào em. Trời ơi, làm sao giữ kịch rẽ cô gái đi. Phải ha, là người hung dữ mà. Anh mà cũng là người sao? Trong giới cầm súc không có đồng nữ rồi. Nè, chúng tôi thắng trong cuộc thi mà cô ăn nói gì kỳ cục vậy? Tóm lại chỗ này không có đón tiếp mấy người, thôi đi chỗ khác đi. Là anh không muốn đón tiếp, chứ đâu phải chi không muốn đón tiếp phải không? Lần này chúng tôi đến là muốn tìm đầu Tôm. Có ngày nào mà cô không tới tìm đầu Tôm? Không phải đâu, dạo này đầu Tôm không có thèm cổ nữa. Phải không? Ôi trời. Hôm nay chúng tôi đến đây là để gỡ bằng hiệu của tiệm này. Nè. Làm gì mà lớn chuyện vậy, phải gỡ bản hiệu của tiệm. Ai biểu đánh cá với tôi, đã thua trong cuộc thi rồi, phải giao bản hiệu thiên hạ để nhất tiên cho tôi. Có chuyện gì vậy thật sao? Nè, làm gì? Còn đứng đó làm gì? Dạ. Ý, hình như có người gỡ rồi á. Ủa? Ý. Tấm bản này lớn quá, biết để đâu đây? Để chạy đến đảo Hoàng, cất giấu đã. Trời ơi, có phải không vậy? Bị hư trong lúc này. Nè. Vậy có phải có tìm được đầu Tôm cơ? Tôi chưa tìm được. Chết rồi, chắc anh đã khiêng bản hiệu bay đến Tân Cương rồi đó. À, trời ơi, sao lại đến Tân Cương? Đoán thôi mà, biết đâu đến Tây Tạng. Điền quá. Hỏi một đằng trả lời một nẻo á. Thiệt. Có tại mày hết đó. Mày cá làm gì chứ? Trên giữa cá có con dao đó. Cũng tại mày hết đó. Mày cá làm gì chứ? Giữa cá có con dao đó. Trên giữa cá làm gì con dao nào?
Đồ Tôm nếu mà gặp chuyện thì tao sẽ hỏi tội mày đó. Mơ tao cháu. Trời ơi con nhỏ này mày đừng làm tao sợ mà. Nó từng tuổi này rồi chắc là không có chuyện gì đâu. Chị à, anh Bảy à. Trời ơi ông không có hơi từ từ đi. Có chừng đứt hơi mà ông hay á. Đầu ơi, tôi biết anh bị suyễn mà. Anh đứng yên anh thở được điều tôm. Đầu Tôm. Đầu Tôm. Đầu Tôm. Đầu Tôm nó điên. Tự nhiên nó đào lỗ lớn bãi biển rồi giống như muốn trâu mình vậy. Hả? Đào cái lỗ chôn nó đi. Không có ai tìm được hết. Đầu Tôm. Đừng tới gần đây. Đầu Tôm. Đừng có tới gần đây. Đầu Tôm. Thua thì thua có sao đâu. Con đang làm cái gì vậy? Trời ơi, không có sao, không sao đó. Cạn lắm, chết ai đâu. Trời ơi, mày muốn tao đẩy mày xuống đó luôn hay sao? Trời ơi, Đầu Tôm à. Con biết con thua trong cuộc thi không có sao. Nhưng để thua bản hiệu của ba thì không có được. Tội con đáng chết lắm. Nè nè nè, mọi người nghe rồi đó. Tôi đâu có gạt mọi người. Anh có làm hợp đồng không? Anh có làm dấu tay không? Không có chứ gì. Nó xua mà cũng tính được hả? Cô không được đi đâu hết. Hôm đó cô cũng có mặt. Nè, lời nói như đinh đóng cột. Tai tôi bị điếc, tôi đâu có nghe cái gì đâu. Chà, cô mở to mắt dám nói dối. Trời ơi, mày còn cái gì nữa chứ. Thừa dịp thì vô đề luôn đi. Phải hả cô hay? Thua thua, chứ còn sao đâu. Nếu biết là mày không có vui tao, không lấy trả lại cho mày á. Phải rồi, cuộc thi đã kết thúc rồi, còn cái quái gì nữa chứ. Phải đó, tánh của Thạch Thú Cung này ai ai cũng biết là rất rộng lượng phải không? Bỏ đi đừng tính toán nữa, coi như là ăn nít đùa giỡn nhau. Nè, mau khiêng bạn Hiểu đó về nhà đi. Nè, bạn với nhau giỡn một chút thôi. Khiêng về đi, phải rồi. Không được. Bộ cô dạy mẫu giáo, không có dạy mấy người sao? Làm người sao có thể không giữ chữ tín? Đã hứa với người ta nhất định phải làm được. Lần này thua rồi, thì lần sau giành lấy phần thắng. Đúng vậy, có trời có chịu. Làm người là phải giữ uy tín. Chị hai, anh hai coi bản hiệu đó như là báu vật vậy đó. Trời ơi, ổng thà bị mất chứ không muốn con của ổng thất hứa. Không giữ uy tín như vậy đâu. Có đưa cho chúng tôi cũng vô dụng thôi. Phải rồi, không lẽ đem về làm củi đốt làm sao? Mấy người hãy đem về đi, giữ gìn kỹ càng giùm Đầu Tôm. Một ngày nào đó, nó sẽ đến lấy lại. Có phải không? Chuyện của tôi không cần mấy người lo. Đầu Tôm, Đầu Tôm. Qua chị à, kệ nó đi, một hồi thì sẽ không sao. Chúng ta trở về tiệm. Bảo hiệu này, mấy người cứ đem về đi. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ đến lấy lại. Chị à, em không lấy thật à? Anh Cung, giờ tính sao? Khiêng về rồi tính. Em hả? Không lẽ là tao? Không lẽ là tao? Lẽ? Hút sớm muộn gì cái phổi của anh bị lủng, bị bệnh ung thư luôn đó. Đừng đem chuyện này ra hù tôi. Anh làm vậy khác nào chơi tôi, có phải anh không làm lại nên đẩy tôi ra đỡ đạn không? Tôi nói với anh rồi, tôi là đầu bếp, tôi không có nhiệm vụ quật người khác. Anh là đầu bếp trưởng của Bánh Lý Tiên mà. Nè, anh là ông chủ của Bánh Lý Tiên mà. Nếu anh thật sự quan tâm thì ngay từ đầu anh đã nên học cách làm sao có thể là một đầu bếp, là một ông chủ cho tốt. Tôi thích làm ông chủ, không thích làm đầu bếp có được không? Nhưng anh không thể không thích làm con trai của Giang Diệu Trụ. Có thật là thích vô bếp hay không, bản thân anh tự hiểu. Thật sự anh không có hiểu tôi, anh biết gì? Tôi chỉ biết, nếu anh không dám đối mặt với chính mình thì suốt đời anh không thể ngóc đầu lên làm người. Không ai bắt anh phải giỏi hơn ba anh, nhưng ít ra là anh không thể thua chính mình. Cuộc đấu này chưa bắt đầu thì anh đã thua rồi, bởi vì anh không hề cố gắng. Sau này anh muốn làm một kẻ hèn nhát hay muốn đứng vững để làm người, tùy anh lựa chọn. Tôi biết ba tôi, má tôi, thậm chí là Joy cũng nói tôi có năng khiếu. Nhưng tôi muốn nghe những lời của anh. Anh hãy nói thật cho tôi biết đi. Tôi thật sự có năng khiếu làm đầu bếp không? Hả? À, tôi thật sự vậy không? Lúc đầu tôi học nấu ăn vì muốn gần với nhà bếp để khỏi phải chịu đói mà thôi. Thật ra sau khi tôi học nấu ăn, người ta mới bắt đầu nói cho tôi biết là tôi có năng khiếu. Phải coi anh có muốn hay không.
Nếu trong lòng của anh không muốn, dù anh có năng khiếu tôi muốn thì... chứ. Tôi muốn lấy lại cái bản hiệu đó. Muốn thì chỉ làm đơn giản vậy thôi, đâu cần đợi người ta dạy. Cần chứ, tôi cần người ta dạy. Tôi muốn anh dạy tôi. Thực ra tài nấu ăn của tôi vẫn còn chưa có được. Chứ bây giờ tôi nghĩ sẽ nhận đệ tử. Ngoài ba tôi ra, tôi cũng không hề nghĩ bái ai khác làm sư phụ. Làm đệ tử của tôi đều đầu tiên cần phải là học. Gì? Anh cứ dạy đi. Là phải làm sao hầu hạ cái tánh xấu của sư phụ mình. Hãy dọn dẹp mọi thứ đi. Dạ sư phụ. Chưa hết đâu. Mỗi ngày phải tưới cây, lau cửa sổ, lau nhà, rửa toilet nữa. Có cần chơi mình dữ gì không? Uống trà đi dì Cúc. Chị Cúc bà chị yên tâm đi. Đầu tôm không có sao đâu. Vô đi sư phụ. Sư phụ uống trà không? Hay cần chuẩn bị gì không sư phụ? Hả sư phụ? Sư phụ muốn gì cứ nói. Em không cảm thấy là thầy không được thoải mái sao? Dạ không thoải mái lắm. Vậy việc đầu tiên vào bếp là gì? Nghe lời của sư phụ. Về nhà tắm rửa đi, mình mấy ướt nhẹp rồi. Dạ, dạ dạ. Sư phụ đi từ từ nha. Dạ dạ. Hôm nay mày sao lại sốt hả? Dạ phải. Nó bị sốt thật rồi, sốt thật rồi. Vừa rồi tao còn nghĩ cách hả, để trống cổ cái thằng cá mặn đó đi. Hả? Bây giờ mày cứ sư phụ này sư phụ nọ là sao? Hả? Mày nói tao nghe coi. Bộ anh đã quên là hắn đã hại chúng ta bị thua trong cuộc đấu dục giả biết mấy hay sao? Quên rồi hả? Con vừa mới bái ảnh làm sư phụ. Nghĩ gì phải gọi sư phụ rồi. Bái cái quái gì, tao bái mày thì có. Em quyết định theo má sư phụ học nấu ăn hả? Lần này sẽ không nửa đường gãy gánh đâu. Vì em đã quyết tâm lấy lại cái bản hiệu của mình nè. Nói đúng lắm. Vậy mới là con trai của nhà họ Giang chứ. Nhưng mà cũng đâu cần phải mạnh tay dữ gì má. Má mạnh tay thì con mới nhớ. Vậy mới phải chứ. Tốt quá. Nếu ông chủ biết con đã chuyên tâm theo học nghề nấu ăn, dù ông có nằm xuống cũng... ráng ngồi dậy mà cười đó nghe. Không có ghê tới vậy chứ. Vậy con phải về thắp nhang cho ba sẵn tắm rửa sạch sẽ luôn phải không hả? Ý vậy lần này á anh Hữu bỏ cuộc một cách rất xứng đáng rồi. Vậy mà cô cũng gỡ lại cho nó được. Đúng là nữ sanh ngoại tộc. Chà, yeah, bộ anh coi nó đã làm dâu của Bách Lý Tiên sao? Thì cũng tương đương thôi. Chúng ta sống là người của Bách Lý Tiên, chết là ma của Bách Lý Tiên mà. Nếu không là làm sao ăn nói với ông chủ đây ha. Qua chi à? Có phải từ đầu cô đã biết kế hoạch của Mã Hữu không? Chị đoán xem. Con người nó lúc nào cũng đăm đăm khó chịu. Thật tình tôi không biết nó nghĩ gì. Nhưng mà nó có tài như vậy mà cũng chịu làm ở tiệm này, chắc là nó muốn giúp chúng ta đó. Em cũng nghĩ gì? Ai, trước mặt mình làm ơn đừng có làm vẻ mặt đó mà. Gì chứ, bộ bệnh cũng có tội sao? Tâm bệnh thì có. Trước mặt mình xui đừng có nói dối. Xui làm vậy sớm muộn gì cũng bị bệnh ung thư. Hết thuốc chữa luôn đó. Độc ác quá. Nè, xui làm ơn suy nghĩ cho kỹ đi. Thật ra xui yêu ai vậy? Sư không muốn gặp Mã Hữu vì sợ nói lại từng cũ hả? Nhiều lúc á, có những chuyện không cần thiết phải làm thì đừng có ép buộc mình làm. Cũng phải đó. Nếu nhìn thấy những gì khiến bản thân mình không được vui thì đừng có nhìn. À nhưng mà vậy, nếu sư thay đổi ý định thì làm ơn thả anh Tân ra đi, để chị em được hưởng sái. Mình không có để ý đâu. Ý cũng bạo quá ha. Không đành lòng à. Mở cửa đi. Ôi, ban ngày đừng có nhắc đến người. Không được đổ bể. Chà, đẹp quá. Nhưng em biết không có phần của em đâu. Sao em lại thất vọng sớm quá vậy? Em coi nè, mua một cành cho em rồi. Cảm ơn anh. Người đàn ông tốt như vậy chắc không bao giờ tìm được đâu ha. Giang ý. Biết rồi, nhấn nút. Sao hả bệnh nhân? Tặng cho em nè. Cảm ơn. Em đỡ chưa? Em nghĩ em đã khỏi rồi. Bộ bệnh nhờ nghỉ cũng sẽ khỏi sao? Sao lại không được, sao cũng được hết. À phải, lần trước á, em không có đến đảo Nam Á cổ vũ cho anh, em xin lỗi. Không sao đâu. Dù gì đối thủ cũng không phải là Mã Hữu. Vậy sau này anh có tìm Mã Hữu thi đấu nữa không? Nói đúng hơn là anh có chịu thi đấu với người ta không?
Nè, khỏi bệnh thật à? Tất nhiên khỏi rồi, đi tập thẩm mỹ cũng còn được đó. Coi chừng té gì dập lỗ mũi luôn. Lát nữa anh tính đưa em đi ăn cơm ở đâu? Hàng chi là có người đòi đi tập thẩm mỹ thì ra là ham ăn nhưng lại sợ mập. Nếu anh cười em thì em sẽ tuyệt thực luôn, không ăn gì hết. Không cần vậy chứ, nói chơi thôi. Anh nói mập mà. Đâu phải, em nhon lắm. Thật không? Tất nhiên rồi. Sao đúng lúc vậy? Ông Châu, sao đúng lúc vậy? Tôi có làm phiền hai người không? Dạ không. Hai người cứ từ từ nói chuyện đi, em đi mua đồ. Ít khi thấy ông đến đây đó ông Châu. Tôi nghe Kenny nói là cậu thường tới đây tập lắm, nên tôi cũng muốn bắt chước cậu tập cho khỏe. Hai hôm trước tôi có nói điện thoại với cậu, giờ này cậu vẫn tốt, ông khỏi lo cho cậu. Thật ra lúc đó còn du học ở nước ngoài thì nó biết tự chăm sóc cho mình rồi, tôi chưa bao giờ lo cho nó. Bây giờ tôi chỉ lo cho nó ở bên ngoài chơi quá trớn, gây phiền phức nhiều, làm cho tôi phải lo thôi. Tuy thường ngày Kenny nô đùa phá phách như một đứa trẻ vậy, nhưng mà cũng biết mình đang làm gì, còn biết định liệu nữa. Biết định liệu? Biết định liệu thì nó đâu có bỏ đi. Về lập trường của cha mẹ mà nói, đương nhiên cổ không đúng. Ông cứ coi như cho cổ cơ hội rèn luyện mình để học cách làm người. Tôi cảm thấy cổ chững chạc và làm việc tích cực hơn nhiều. Được vậy thì tốt. Thôi, tôi có chút chuyện. Hai người đang nghỉ phép ở chơi lâu một chút đi ha. Dạ, yeah, bye bye. Ủa, sao ông chơi về sớm vậy? Em còn mua nước cho ổng nữa nè. Thật sự ông chỉ muốn biết tình hình gần đây của con gái ổng thôi. Trời, không biết cha con ổng dạy nhau đến bao giờ nữa. Một cái người đứng giữa như anh nói chuyện sẽ tiện hơn sao? Anh nghĩ là anh phải tìm một dịp nào đó để cho cha con họ gặp mặt lại nhau. Vậy đến chuyện đó người trong gia này sẽ rảnh rỗi lắm rồi. Nè, đến chuyện đó em sẽ không được rảnh đâu. Anh sẽ bám theo em suốt cả ngày lẫn đêm. Anh thích đeo bám sao? Bộ em không thích sao? Thì ghét, uống nước đi. Vô đi. Ông Châu, có chuyện gì? Dạ, vừa rồi có một đồng nghiệp nói với tôi đã gặp Kenny ở đảo Nam Á đó. Đảo Nam Á? Alo, nói đi. Là anh đây. Anh Trân, em nhớ anh lắm á. Về cơ bản anh cũng nhớ em lắm. Nhưng người nhớ em nhất là ba của em. Sao? Ba nhớ em cũng vì ba sợ em đi làm chuyện sai trái gây ra họa, liên lụy đến ba thôi mà. Vậy em nói thật với anh đi, em có muốn gặp ba không? Nếu tình cờ ba gặp được em á, thì em cũng đành chịu thôi. Đợi anh hẹn ba em rồi sẽ gọi điện cho em, chịu không? Được thôi, bye bye. Ba, con nhìn coi bây giờ con giống gì. Tại ba nhìn không quen thôi mà, có gì phải lấy làm lạ. Con thấy đâu có vấn đề gì. Ba là tổng giám đốc của tập đoàn ẩm thực. Con là con của ba mà lại đi làm công cho người ta, mà còn làm tạp dịch nữa. Để người ta nhìn thấy mặt mũi ba biết để đâu. Nghề nghiệp đâu có phân sang hàng chứ. Con tự chuốc lấy khổ thì có đó. Con nhìn con hiện giờ kìa, tự chuốc lấy khổ. Con đâu có khổ đâu. Bây giờ con đã làm được điều mà con muốn làm, con thấy vui lắm đó. Con còn cãi với ba nữa, để coi con chịu đựng được bao lâu. Từng tuổi này con làm gì mà không nửa đường gãy gánh, không có việc gì làm được dài lâu hết. Ba, lần này con nghiêm chỉnh mà. Thật tình con muốn đĩa hát của con tung ra thị trường. Được, để ba coi con chịu đựng được bao lâu. Không được một tháng thì con sẽ trở về nhà. Ba nói sao cũng được, đĩa hát đó con quyết định phải hoàn thành. Lần này con sẽ chịu đựng đến cùng, không để ba coi thường đâu. Kenny, vô đi. Ông Châu, tôi đã nói điện thoại với Kenny rồi. Nghe giọng cổ là tôi biết cậu nhớ ông lắm. Hãy làm vậy, trong thời gian nào hai cho con gặp mặt. Tôi đã gặp rồi, nó nhớ tôi à? Ông Châu, tóm lại nó muốn sao thì mặc kệ đó đi.
tôi coi như không có đứa con này. Âm điệu gì mà thấp quá à. Còn giọng thì không có tình cảm lắm. Trời ơi, mình không nên nằm mơ làm ca sĩ nữa. Sao lại tắt máy vậy? À, trốn vào đây nghe đĩa in sang, sợ tôi tố giác cô chứ gì. Gì đây? Nè, bài đó là bài gì vậy? Nghe cũng hay quá trời. Hay hả? Thiệt không? Thật chứ, nghe cũng hay lắm đó. Bài hát mới hả? Sao tôi không có nghe ở radio vậy? Nghe giọng đâu phải là của Diễm Phương, cũng đâu phải là Dương Phi, không lẽ là Thiên Hoa? Bộ giống họ lắm sao? Mấy danh ca cũng đâu ngoài mấy người này đâu, phải không? Nè, nói thật nha, có phải anh thấy cô hát chuyên nghiệp lắm không? Có một cái gì đó. Bộ không phải là ca sĩ sao? Nè, hát hay lắm đó. Cô là ai vậy? Cô là một người mới. Nè, nói gì thì nói nha, nếu cổ mà ra đĩa đó, anh thấy cổ có cơ hội hay là có nổi tiếng được không? Nếu mà ra đĩa hả, thì tôi mua liền à. Thật hả? Thật. Phen này thì ổn. À, rồi. Là bạn của cô phải không? Nè, khi nào nổi tiếng, tôi xin chữ ký, đừng có từ chối à nghe. Không hề gì, muốn bao nhiêu cũng được. Cảm ơn đầu tôm. Nè, làm gì vậy? Tôi xin chữ ký của cổ chứ đâu phải xin chữ ký của cô. Nói được là được mà. Tôi mời đi ăn kem. Làm gì tốt vậy? Nè, không được đâu, tôi phải lấy đồ cho sư phụ á. Trời ơi, ăn xong rồi hãy đi lấy đi. Đi đi. Mời tôi ăn á, tôi sẽ ăn sạch túi tiền của cô luôn á. Trời ơi, ăn luôn gia tài của tôi cũng không. Nè, gừng á thì phải sắc sợi, ớt thì băm nhuyễn, củ hành á thì phải nhớ là đưa vào cho sạch rồi mới cắt, có phải không? Nếu không á, hai hàng nước mắt chảy xuống thấy thê thảm lắm á, phải không? Đúng rồi, giỏi quá, giỏi quá. Còn trứng hột gà nữa, chiên cho thơm rồi xái sợi đi. À, thôi làm em gì, chào làm sư gì? Phụ, ổn rồi, đã sẵn sàng chiến đấu. Đưa thay bộ đồ. Hả? Tối nay khỏi vô bếp, thầy dẫn em đi học hỏi. Cho em đi học hỏi nữa. Mắc mớ đến cô biết học hỏi gì sao? Tất nhiên là học nấu ăn rồi, không lẽ đi bơi hả? Túi gì vậy? Cá hộp và bánh sandwich. Trời ơi, đồ hộp đem bỏ đi. Dạ. Sao còn đứng đây, về thay đồ đi. Thầy kênh đi không đợi em đâu. Đã nói là tôi đi được mà. Đi bơi chứ gì? Anh hiểu hả? Lát nữa mình đi đâu vậy? Rồi các em lên tàu đi. À, Mã sư phụ, cứ tự nhiên nghe. À, anh Chính. À, đi, ngồi đi. Vừa giái quá ngồi đây hả? Giờ cái gì chứ, ăn hải sản đến đây mới thấy thú vui sông nước. Ngồi đi, ngồi đi. Ăn hải sản Bách Lý Tiên thiếu gì thứ ăn, tại sao phải đến tận đây ăn chứ? Không lẽ ở đây có cất giấu cá tầm lông cá hoa hoa? Cá hoa hoa lại mà biết khóc hả? Để nghe cái đã. Thôi cần nghe, hôm nay anh Thủy ăn cái gì chúng ta ăn cái nấy. Anh Thủy là ai vậy? Đã nói anh Thủy rồi, đương nhiên là người ở trên biển, là ngư dân. Má sư phụ ăn được rồi. Được, 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 được. Rồi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tự nhiên nha Mã sư phụ. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Cá thường thôi, nấu gì? Mấy loại cá mắc tiền đã đem ra chợ bán hết rồi. Mình cơm đi. Nhưng mà chúng ta có đủ ăn không đó? Gì vậy? Phải ăn tô cơm lớn như vậy. Ê, cơm đã chan nước cá rồi hả? Trời cũng ngọt quá ha. Nhiều người ăn cá đó đều thích lấy nước cá chan cơm vì chất ngọt đều ở trong. Anh Thủy này không có rành nghề lắm ha. Chân cá mà không chịu rưới mỡ xì dầu lên trên gì hết à. Nè nè nè, em làm gì vậy? Rưới lên đó. Rưới làm cái gì? Đây là cách ăn của người sống ở trên biển đó. Vậy mới gọi là biết ăn cá, để xúc. Tại sao vậy? Đừng có để xì dầu ngâm vào con cá. Vì vậy cá sẽ không bị mặn và cũng không bị thiêu. Ăn đến hết cũng không đổi màu. Thật ra các người dân suốt cả đời sống dưới biển, ăn loại hải sản nào họ cũng rành hết. Thầy đã cố tình đưa các em đến đây để học hỏi và cảm nhận cho biết, hiểu chưa? Nghe thấy chưa? Buổi học đầu tiên thì thầy đã bỏ tiền vô túi anh rồi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sư phụ không có dạy tôi cũng biết mà, phải không sư phụ? À, ăn đi, ăn đi. Ừ,
món đặc sản của tiệm bánh lý tiên cá lắc chảo. Chà, đầu tôm em tiến bộ nhiều lắm đó, y hệt một đầu bếp trưởng vậy. Con cá này chiên thơm quá. Thì đã nói với em rồi, chảo phải nóng, dầu phải vừa. Tức là phải để chảo cho thật nóng, nóng đến độ bốc khói rồi mới đổ dầu vào. Sau đó chắc cái dầu nóng nó ra, đổ dầu nguội vào. Chiên cá như vậy mới không bị tróc da. Em coi nè, da cá đã dính vào đũa của thầy, cho nên món này chưa đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa phần nước của con cá quá nhiều, cho nên mùi tươi của cá nó đã bị mất hết. Thịt thì không được chắc. Chiên cá phải đòi hỏi sự thơm ngon khô ráo của mùi tươi. Cá em chiên chỉ được có mùi thơm thì không được khô ráo, không được tươi cho lắm. Vì vậy món cá lắc chảo này của em đã thất bại. Đầu tôm, lần này em làm vậy là tốt lắm rồi. Sư phụ, làm cách nào cá mới ngon được? Em hãy đem muối đến đây, càng nhiều càng tốt. Làm món cá lắc chảo này tốt nhất là chọn loại cá khoảng 10 đến 12 lạng. Phải là cá ngư dân vừa mới bắt về. Sau khi làm sạch sẽ bên trong rồi, hãy để muối vào ướp khoảng 3 tiếng đồng hồ, cho tiết hết những phần nước dư ra, để thịt cá được chắc và mùi tươi cũng đậm đà hơn. Phần đuôi cá vì là phần mỏng nên không ăn. Ướp kiểu này thì con cá sẽ thành cá mặn rồi. Đây là cách ăn của ngư dân gọi là cá mặn tươi. Vì họ không có tủ lạnh nên càng phải dùng cách này để giữ mùi tươi của cá. Em hãy nhớ, vì đây là cá trên biển nên lúc rửa cá cũng phải rửa bằng nước muối, vậy thịt cá sẽ không bị biến chất. Em hiểu rồi sư phụ. Vậy em đợi ướp cá xong rồi chiên một lần nữa đi. Chị làm phụ với em. Trời ơi, chị vụng về quá, ra ngoài nghỉ đi. Theo tôi lại đây. Lát nữa tôi sẽ xức thuốc phỏng cho cô, thì sẽ mau chóng khỏi thôi. Sau này cẩn thận một chút. Trong khoảng thời gian sắp nghỉ bán là rảnh rỗi nhất, không có khách mà cũng không về được. Ai nấy cũng bị đóng mốc ở đây hết rồi. Muốn về thì về trước đi, đừng có cằn nhằn nữa được không? Phiền quá đi. Anh sao vậy? Mà tôi đập trúng được anh sao? Than về câu cũng không được nữa. Nè, ăn hạt dẻ đi. Ăn gì bổ nấy, đàn ông mấy người thích ăn lắm mà. Gì đây? Phú Tảo này cần ăn mấy thứ này? Tôi mạnh hơn biết bao người. Ăn hạt dẻ hả? Dẹp. Nè, nếu anh thật sự mạnh thì chừng nào nặng cô tí ra cho tụi này chơi đấy hả? Bây giờ muốn giỡn mặt với tôi nữa hả? Thành còn để cái phải để tự nhiên, miễn cưỡng nó không có được đâu à. Thì đó, chú Phẩm à, để tự nhiên có và để tự nhiên không có khác biệt lớn lắm phải không? Vô trường à, anh muốn gây sự với tôi đó phải không? Nè nè nè, tức tới độ nổi gân đỏ lên rồi kìa. Này nó hơi nóng lắm. Nè, tôi mà dám chọc tức tôi, tôi bỏ bà luôn. Anh làm ơn đi, anh đâu phải là ông già 70-80 tuổi, sao lại nóng lòng muốn có con quá vậy? Cưới vợ về là để sanh con hả? Nếu không để lâu quá bị mốc đó. Đàn ông mấy người đáng ghét thì lúc nào cũng coi phụ nữ như cái máy đẻ gì đó. Nè, nhất là hắn á. Vậy à, các vị mời các vị, mời các vị. Rồi trời biết ơi, rồi. Mời canh giấm gừng phải không? Ôi trời ơi, mũi của chú Phẩm thích quá. Canh giấm gừng này tôi đem đến để đãi các vị đó. Cảm ơn nhiều, đúng là anh nấu con. Đầu năm thì phải chuyến đỏ, cuối năm thì đã đãi canh giấm gừng. Thì cái máy sinh con của anh quả thì tốt đó nghe. Do vợ tôi sanh đó mà. Nè, canh giấm gừng thì hợp cho người đẹp như tôi, còn hạt dẻ thì hợp với anh. Ăn gì bữa nay? Bỏ cái giọng đó nghe, tôi mạnh lắm á, chứ không phải tôi không có được đâu à nghe. Chẳng qua chưa tới lúc thôi đó. Thì còn là đâu phải vậy. Thôi cậu cũng đừng nóng quá mà. Nè anh Tảo, đừng có nói là tôi châm biếm anh nha. Được hay không á thì chỉ có vợ chồng anh hiểu thôi. Nhưng mà nói tới chuyện sinh con á thì đã có mẫu ở đây rồi. Anh thử hỏi anh bí quyết sinh con như thế nào đi hả? Sinh con hả? Tôi thì biết. Nhưng mà có điều này tôi muốn hỏi anh nha. Gì? Anh đông con hả? Việc giữ con tôi không rành cho lắm. Đề phòng bất trắc tôi phải hỏi chứ với anh. Con mà bị đặt giữ con. Trời, mặc kệ tôi. Anh mặc kệ tôi được không? Chị ảnh đi. Nè. Đâu thể bây giờ tôi hỏi anh. Bây giờ nè. Mấy cái chuyện giữ con á, anh hỏi vợ tôi hay hơn hỏi tôi à. Nè, không có con á, lấy gì để giữ chứ nè. Nói gì nói chứ, cách trồng chuối mà lần trước anh dạy tôi đó, tôi bắt vợ tôi trồng rồi mà đâu có hiệu quả. Trồng chuối hả? Trồng chuối tăng cường sự tuần hoàn của máu thôi, mắc mớ về chuyện sanh con.
Trời ơi, sao anh nói cứ úp úp mở mở vậy? Lẽ ra anh phải nói cho rõ, làm vợ tôi xém chút trật cổ. Trời ơi, anh thiệt, có còn cách nào khác không? À, còn cách này tôi thấy có hiệu quả lắm á. Vậy nói đi, mau lên. Đơn giản lắm, chỉ có ba chữ thôi. Hả? Ba chữ, ba buổi sáng. Nè, anh nói là ra sau nhà nghỉ ngơi mà anh đưa em đến đây làm gì? Làm cái gì vậy? Lát nữa em có làm gì không? Sắp tới giờ đi chợ rồi. À phải, tối nay anh muốn ăn món gì? Muốn ăn gì hả? Về nhà rồi từ từ suy nghĩ. Nè, về nhà hả? Còn sớm lắm mà. Thì cũng vì lửa lúc buổi sáng. Hồi nãy anh Đông con nói hai thằng con sao là do vợ chồng họ nặng ra lúc buổi sáng. Buổi sáng đó. Anh đi quá à, ban ngày ban mặt mà trời. Vậy em có muốn sanh cụ tí cho chồng của em vui không? Hả? Em cũng muốn mà. Anh Đông con làm được thì mình cũng làm được phải không? Vậy, nhưng mà nè, anh à, hiện giờ chị Cúc đang chơi mặt trượt với mấy người bạn tập thể cực ở nhà. Nếu mà chúng ta về trốn ở trong phòng để người ta biết được á thì em thấy rất kỳ cục lắm. Cái gì đâu, không có gì đâu, không lẽ người ta đang chơi mặt trượt à? Xin lỗi chị Quế, hình như thiếu hai con Đông Thanh. Không đâu, để chị ra coi với em ha. Thôi khỏi, lát đi. Anh à, công chuyện nó quan trọng hơn. Được rồi, chị ra coi với em. Cảm ơn chị Quế, cảm ơn. Không chịu thì thôi, kiếm phụ nữ nào biết sanh con cho tôi cũng được. Thôi, tìm không gặp, gọi cũng không được, thiệt. Ôi! Anh Trần. Em Trinh. Trời ơi, tìm em vất vả quá trời, em đâu vậy? Hả? Ở thư viện không thấy, ở nhà cũng không gặp, điện thoại cũng không được. Bây giờ thì gặp được em rồi. Em biết anh khổ sở lắm không? Dạo này vợ không có thèm ngó ngàng đến anh tưởng cả em cũng bỏ luôn. Không có đâu, nhưng mà dạo này em cũng có chút chuyện. Hay là vậy để khi khác chúng ta hãy nói có được không? Đâu có được, có chuyện gì quan trọng vậy? Hay lên nhà từ từ kể anh nghe hả? Đừng, không có tiện lắm đâu. Không tiện gì? Gần đây em không được khỏe lắm. Em không được khỏe hả? Phải. Trời ơi, tội nghiệp quá, không khỏe hả? Vậy em có đi bác sĩ chưa? Em đi rồi. Đi rồi hả? Nếu không thì anh làm gì không gặp em ở nhà. Vậy bác sĩ nói làm sao? Trời. Thật ra bác sĩ nói em bệnh gì vậy? Hồi nãy muốn ói mà ói không được. Trời ơi, tội nghiệp quá. Em đã có thai. Em nói gì? Em đã có thai. Em có thai. Trời. Trời, tạ ơn trời đất. Trời. Hồi nào vậy? Trai gái hả? Mới 2 tháng mấy à? Làm sao biết trai hay gái? Vậy cũng phải. Hồi nãy thấy buồn nôn muốn ói thì nhưng mà sao cũng được, nếu trai càng tốt ha. Theo em á, trai gái gì cũng được. Dù sao em cũng muốn bỏ nó. Cái gì? Bỏ làm sao được? Có điên rồi hả? Anh thèm lâu rồi, bỏ em điên rồi. Bây giờ em có danh phận gì đâu, lại không có tiền. Không lẽ em sinh nó ra để nó chịu cực với em sao? Thì em cũng biết rồi, anh không thể ly dị với vợ được. Nè, em bắt anh ly dị với vợ anh hồi nào chứ? Em chỉ lo lắng không có khả năng nuôi con của mình thôi. Trời ơi, có anh mà lo cái gì? Anh phải nuôi gia đình của vợ anh, chăm sóc cho mẹ con em được bao lâu chứ? Chẳng thể bây giờ bỏ nó còn hay hơn. Em đừng bao giờ làm vậy. Về chuyện tiền nông để anh nghĩ coi làm sao. Chắc không có vấn đề gì đâu hả? Ráng đi. Nè, làm ơn cho hai chiếc dạy đem về. Ông chủ, lát nữa tôi quay lại lấy. Cũng được. Cảm ơn. Nè, anh làm gì vậy? Trở ra đi. Anh nhìn gì? Về. Hả? Về cửa sau. Đi. Có ra được không? Chị ơi, em sách tháng chị rồi. Cô Kiều, cô đến thăm con hả? Phải đó Thế Khang. Cảm ơn con. Con sắp thắng rồi. Con đã đánh cờ hả? Con giỏi quá, sắp thắng rồi ạ. Nè cô Kiều á, có mua chè đậu đỏ cho các con ăn. Tụi con ăn cho đỡ đói đi. Để cô vô bếp chiên cơm cho tụi con ăn chịu không? Tụi con sao vậy, không thích ăn cơm chiên hả? Chú Mã đang làm món tôm tít rang tươi và bò viên. Chú Mã? Sao đây? Ngửi được mùi thơm của tôm nên đến ăn cá phải không? Đúng ra tôi tính đến nấu, nhưng bây giờ có đầu bếp giỏi ở đây, lẽ nào múa rượu qua mắt thợ. Vậy cô tính đứng khoanh tay ngồi chờ ăn hay làm sao đây? Vậy anh có gì cần tôi giúp hay không? Tất nhiên là có rồi, châm trà dâng nước đấm bóp quạt mái và dọn chén đũa nữa. Còn gì dặn dò nữa không thiếu gia? Tạm thời như đó thôi. Bò viên ngon quá. Con nít nào cũng thích ăn bò viên hết ha. Trời, món tôm tích rang tương và bò viên của tôi đâu chỉ đơn giản là thơm ngon,
Bởi vậy mới nói đầu óc nấu nướng của cô như đứa trẻ vậy. Có cần chê tôi trước mặt học trò của tôi không? Xin lỗi nha, bây giờ đến phiên tôi làm thầy. Nè, làm riêu trứng á thì phải đợi nước sôi mới thả vào. Còn nấu canh qua bí thì phải đợi nước canh sôi rồi bỏ thêm vài giọt dầu, cô nhớ chưa? Thì qua bí sẽ nổi lên rất đẹp có phải không? Ý, con giỏi quá. Tuần nào chú Mạ cũng đến đây nấu một lần hết, thì con thật lòng luôn rồi. Tuần nào chú Mạ cũng đến đây nấu cơm cho tụi con ăn à? Ba của chúng lái xe qua đại lục, tôi mới đến đây thôi. Chú Mạ làm sẵn hết các món, con chỉ để vào lò hấp là được rồi. Sau này con không sợ bị đứt tay nữa. Tuần nào chú Mạ cũng đến đây nấu cơm cho tụi con ăn, bây giờ thì cô mới đến đây thăm tụi con. Chú Mã nói cô bận việc ở tiệm cho nên mới nhờ chú đại diện thôi mà. Tại tôi rảnh rỗi kiếm việc làm thôi. Trời, cô giáo không có dạy tụi con sao? Lúc ăn cơm không được nói chuyện mà ăn miếng đi. Ăn cơm ngoan, ngoan. Cũng may là anh không hút thuốc trước mặt tụi nhỏ. Phải làm tấm gương tốt chứ gì. Điều đó cô không dạy tôi cũng biết mà. Anh biết làm tấm gương tốt thì tốt. Anh làm ơn bỏ thuốc giùm đi. Tôi sợ ai cằn nhằn lắm. Thôi cất vô, đợi không nhìn thấy thì tốt. Anh còn khó dạy hơn mấy đứa nhỏ đó nữa. Thấy anh tốt với bé Khang như vậy, tôi nghĩ anh không phải là hạng người lạnh lùng đâu. Sao lúc nào anh cũng nhăn mặt nhăn mày khắt khe với người khác vậy? Anh không cảm thấy cứ như vậy sẽ khó chịu lắm sao? Sao phải tốt với người khác chứ? Thật thà quá làm gì? Lúc bị tổn thương sẽ đau hơn, thê thảm hơn nhiều. Ở đời này ai cũng phải đeo cái mặt nạ để nhìn đời. Theo tôi nghĩ tốt nhất là giữ khoảng cách, người ta sẽ không làm tôi bị tổn thương. Sao anh nhìn thế giới này ảm đạm quá vậy? Trên đời này còn nhiều người tốt bụng lắm, có tấm lòng tốt. Nè, thật thà với mọi người nè, giống như là tôi vậy. Phải, tôi biết ở trên đời này cô là người thật thà nhất. Thật ra có điều này tôi không được thật thà lắm. Có phải cô không đó? Chỉ nhẫn ở trong hộp tủ của anh là do tôi đã làm mất. Cô! Tóm lại là lỗi tại tôi. Thật tình là tôi đã cố gắng tìm lại nhưng mà rốt cuộc cũng không tìm được. Tôi muốn đền lại cho anh. Nhưng tôi lại nghĩ có lẽ chỉ nhẫn này có ý nghĩa đặc biệt với anh. Tôi muốn đền cũng không đền được. Nhưng nếu anh có thể cho tôi một cơ hội để đền lại thì tôi sẽ đền lại cho anh. Cô nói đúng, không đền được đâu. Vậy tôi có thể làm được gì? Không có làm gì cả. Nhưng có những chuyện trong lúc mình không thể nào điều khiển thì cô có làm gì cũng vô ích thôi. Bởi vậy thôi kể nó đi. Kệ nó thật hả? Nếu cô cảm thấy có lỗi với tôi thì cô hãy đãi tôi một chầu. Được thôi, anh thích ăn cái gì? Ăn gì cũng được, tùy ý cô. Tôi dễ dãi lắm. Nhưng đừng bao giờ do cô nấu. Tại sao không phải do tôi nấu? Tôi làm món cơm chiên cũng ngon lắm mà. Không phải sao? Thank you.